Chào các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn khắc phục cái lỗi OE trên máy giặt Samsung này. Mỗi cái mã lỗi này thì trên cái bảng mã lỗi không có nhé. Đấy. Cái tình trạng của máy là trên màn hình báo lỗi OE này và không mở được cửa ra để vào giặt tiếp này. Như là mọi người sẽ quan sát này, ở trong quan sát ở bên trong ấy, trong cái lồng giặt ấy, nó sẽ có một lượng nước nhất định, nó có một ít. Đấy. Cái bảng mã lỗi này không có trên trên danh sách bảng mã lỗi OE nhé, à, của Samsung nhé. Để khắc phục cái mã lỗi OE này ấy, thì các bạn sẽ điều đầu tiên các bạn sẽ phải rút cái ổ cắm điện ra nhé, rút ổ cắm điện à, đây. Chờ mình một chút nhé. Mình sẽ kiểm tra đầu tiên này là cái đường thoát nước này, đường thoát nước xem có bị như nào không nhá. Như mình quan sát này, hình như là cái đường thoát nước này là đang bị hở này, nhưng cũng không sao, bởi nếu hở thì nó sẽ phọt nước ra đây thôi. Đấy, bởi vì nó bị ở trên cái đường cao nhất này, trên cao này. Đấy. Mình sẽ phải kiểm tra cái đường thoát. Đây mình phải nhắc cái này chơi thì chơi này mình thôi. Ôi giời, có một bẩn. Mọi người thở xả bằng cái này được, xả bằng cái đường cấp này, đường nhỏ này được. Đây, tắc. Mọi người nhìn nhé. Sau này rất nhiều những cái tóc, tăm này, đấy. Tăm nhựa này, thậm chí là cái gì này nhiều lắm. Rất là bẩn. Sao tay đây. Đây là đây, nó lặp vào. Nó chết, quên, nó lặp vào. Lặp vào luôn, ok luôn.
Sau khi mình làm xong các cái thao tác này rồi thì mình nên xoay về cái chế độ. Vệ sinh động vật. Để bây giờ sẽ chắc ăn sẽ chuyển ra cái chế độ đặt luôn nhé. Đặt 29 phút nhé. Điều đầu tiên là mình phải cho chế độ vắt cho mất vắt trước để cho nó xả hết nước, mà để cho chế độ xả cho nó xả hết nước cửa mở. Tốt nhất là mọi người sau khi xử lý lỗi xong ấy thì mọi người chuyển vào cái chế độ vắt vắt xả ấy, khoảng 15 đến 20 phút cho nó vắt hết nước đi thì cửa nó mới mở như các bạn nhé. Đây chỗ spin chế độ vắt mà lỗi này mọi người cũng lưu lại để hôm nay máy nhà mình gặp mình xử lý nhé. Nguyên nhân mà lúc nó kêu kêu ấy là mình bỏ hết nước của nó ở trong máy bơm này rồi. Trong này nó có một cái máy bơm đây, trong này nó có một cái máy bơm hết nước trong này rồi. Kêu nó là một cái máy bơm nước này là không có nước, kêu nó hơi ồn. Sau khi hiện tượng này cái chương trình này kết thúc thì nó sẽ thông báo cái tình trạng này. Đang vắt tốt nhé mọi người, mình sẽ dừng video cho khoảng 7 phút nữa xong để xem kết quả như nào nhé. Đây mình chơi với khách hàng bảo cái gì mình xử lý hộ luôn, nhân tiện quay luôn video. Cùng các bạn dẫn các bạn cùng sự cố thường đây nhé. Quá trình đang hoàn thành nhé, chỉ còn một chút nữa nhé. Chờ lúc nào là hết báo cái hiệu khóa thì mình mới mở được cửa nhé. Khi nó còn hình ổ khóa như này mình sẽ không mở được cửa nhé. Đấy, tạch cái đã bắt đầu mình mở được cửa rồi. Trong lồng là không có nước nữa rồi nhé. Bây giờ mình sẽ cho đồ vào đây mình đặt thử nhé. Cho đại vào. Sau khi mình cho nước giặt chính này, ngăn nước giặt chính này, ngăn nước giặt sơ này. Đấy. Đây là đao ly không có, đây mình giặt thử mà. Ấn play. Các chế độ giặt, chế độ cotton này. Mình nên để, bởi vì quần áo đây mình thấy nó là thấp cẩm, nên mình để chế độ giặt cotton nhé.
Còn ai giặt chế độ trẻ em là baby thì đây nhé. Đấy. À, giặt nhanh 29 phút nhé, giặt nhanh 29 phút mọi người lưu ý để cho ít đồ đấy nhé. Đây mình cứ để chế độ cốt tông hoặc là để chế độ thôi mình giặt thử chế độ. Rồi. Ok để mọi người xem là nó đã bình thường nhé. Cấp nước. Đấy, nó đang cấp nước ở chế độ giặt sơ đầu tiên. Đấy, nó chảy hết cái nước giặt sơ xuống này. Đấy. Xong lúc sau nó mới nước giặt ngăn nước giặt chính, nước giặt sơ này nó sẽ giặt sơ đầu tiên nhé. Để cho quần áo nó ra bớt những cái bẩn trước. Ok. Nếu video có ý nghĩa thì mọi người sẽ đăng ký kênh để lúc nào gặp phải sự cố thì mọi người có thể nhấc máy nhé. Cảm ơn. Sau khi mình khắc phục xong, máy đã giặt bình thường. Đấy. Bình thường. Đang quay.